Cuộc đời đối lập của ba mỹ nhân Hồng Kông sở hữu dung mạo như tiên nữ. Chu Ân tìm được hạnh phúc hậu chia tay Châu Tinh Trì. Vương Tổ Hiền dù có cả tỷ đô la vẫn chịu cảnh cô đơn. Làng giải trí Hồng Kông có rất nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Trong đó, không ít người nhờ có được dung mạo thanh thoát mà được truyền thông và công chúng ca tụng là tiên nữ dáng trần như Lam Khiết Anh, Vương Tổ Hiền hay Chu Ân. Xinh đẹp và tài giỏi là thế, thế nhưng phần lớn những mỹ nhân này đều gặp khá nhiều gian truân cuộc đời và không phải ai cũng viên mãn, khiến người ta nhắc đến là lại xót xa. Chu Ân. Với sự nâng đỡ của Châu Tinh Trì, Chu Ân đã vươn lên trở thành sao hạng A của làng giải trí Hồng Kông chỉ với vai Tử Hà Tiên Tử trong bộ phim Đại Thoại Tây Du. Vẻ đẹp ngọt ngào và pha chút tinh nghịch của Chu Ân đã giúp cô trở thành gương mặt được săn đón trên màn ảnh. Bạn nào mà đã xem Đại Thoại Tây Du thì hẳn sẽ nhớ mãi không quên cái khoảnh khắc mà Chu Ân nháy mắt. Đây cũng là một trong những hình ảnh kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, khó ai thay thế được. Việc hợp tác với Châu Tinh Trì đã khiến Chu Ân và Vua Hài nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện tình của họ từng khiến công chúng rất ngưỡng mộ, chỉ có điều cặp đôi đã nhanh chóng đường ai nấy đi mà chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Sau đó, Chu Ân đã hẹn hò và quyết định tiến đến hôn nhân với nam ca sĩ Huỳnh Quán Trung, dù rằng họ bị đánh giá là lệch đôi. Bỏ qua điều tiếng thiên hạ, cặp đôi cũng có một con gái rất đáng yêu. Hiện tại, Chu Ân không còn hoạt động nhiều trong showbiz nữa, cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình nhỏ. Lam Khiết Anh. Lam Khiết Anh sở hữu một vẻ đẹp thanh thoát và ngũ quan tinh tế, cô còn được khán giả dành tặng cho mỹ danh Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Lam Khiết Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Đại Thời Đại, Bạch Phát Ma Nữ, Đại Thoại Tây Du. Thời điểm còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Lam Khiết Anh nổi tiếng không hề kém cạnh gì những đại mỹ nhân của showbiz lúc đó là Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Khâu Thục Trinh. Năm 1999, Lam Khiết Anh bắt đầu có những vấn đề về tâm lý khiến sự nghiệp dần dần đi xuống. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự ra đi của hai người bạn trai và bố mẹ. Bản thân cô còn bị ông lớn quy tắc ngầm. Đến năm 2008, người ta thấy Lam Khiết Anh đi lang thang trên phố với tâm lý bất ổn. Cô còn tiết lộ những kẻ đã gây chuyện với mình chính là hai ông lớn làng giải trí Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vĩ. Thế nhưng, dù mọi chuyện sáng tỏ rồi thì Lam Khiết Anh cũng chẳng có trở về như xưa được nữa và cô đã đi vào năm 2018 ở tuổi 55. Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền là một tuyệt sắc giai nhân trong showbiz Hoa ngữ. Thời điểm Vương Tổ Hiền đóng thiện nữ U Hồn, khán giả đã choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa ma mị nhưng cũng không kém phần tiên khí của cô. Không chỉ là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất nhì showbiz Hồng Kông thập niên 80 đến 90, tầm ảnh hưởng của Vương Tổ Hiền còn lan rộng ra nhiều nước châu Á, thậm chí cô còn từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân châu Á nữa. Xinh đẹp và nổi tiếng là thế nhưng cuộc đời của Vương Tổ Hiền rất lận đận. Cô từng có mối tình lâu năm với Tề Tần nhưng rồi kết thúc trong cay đắng, bị người đời chỉ trích khi xen vào hôn nhân của đại gia Lâm Kiến Nhạc. Những thăng trầm cuộc đời lại thêm việc người anh em thân thiết Trương Quốc Vinh ra đi đã khiến cho Vương Tổ Hiền hoàn toàn khó lòng đứng vững. Năm 2005, Vương Tổ Hiền giải nghệ và sang Canada sinh sống. Cho đến giờ thì cô vẫn sống một mình, dùng toàn bộ số tài sản 1 tỷ đô la cho việc từ thiện.